Rồi quý vị ơi, bữa nay sẵn đăng cho cái anh có một cây bông giấy Mỹ hôm rày, giấy cẩm thạch với một cái lô sâm hương. Bữa nay đăng lại cho anh xem, sẵn đó ké vô lô hai lô cho vui luôn quý vị ơi. Rồi hai cây mai chiếu thủy nha, cái này nó già khủng khiếp lắm rồi nha quý vị, nó lùn xịt nè quý vị, thấy ngón tay tôi không? Cây này lá to, cây này cây mai chiếu thủy lá chung nha, cây này là siêu già luôn. Rồi đầu tiên là một cây chiếu thủy lá to sumo lùng, bông quanh năm suốt tháng luôn nha, tàn nó đây nè. Rồi mặt trước nó đây nha, lùng xịt nè, mặt sau nè, thấy không, thấy già khủng khiếp chưa, mặt sau đó đó đó. Rồi một cây này với một cây này nữa, hai cây là 250 nha quý vị, không có phí vận chuyển nha. Cây này siêu già, nó già quý vị thấy không, ngón tay tôi đây nè. Cây này cao khoảng 2 tấc mấy nha quý vị, 2 tấc 4, 2 tấc rưỡi nha. Đó, trên quay xuống nè, còn có mấy cây này bán hết thôi nha quý vị, không có nhiều đâu, vài bát cây. Rồi đang ra qua nha. Rồi 250k hai cây, một cây lá to, một cây chiếu thủy chung nu, siêu già không à nha, thằng nào cũng siêu già hết. Rồi 250 mua về chơi cho vui thôi chứ không có gì hết, chơi trà xanh đâu bi, còn chai trà xanh nữa. Rồi 250k không phí vận chuyển nha, không ship code, chuyển khoản giao cây nha, chuyển khoản rồi mới giao cây à. Rồi xuống đi bi ơi, một lô